Chào các bác nhé, đây là con 5000X bao nhã nha các bác, bao nhã 280W là một dòng âm ly xuất âm tụ. Em về được một con 5000X này để phục vụ các bác. Các bác nào chơi loa cổ như là 77A88A và những dòng loa Sansui, loa Mỹ, loa châu Âu, bass 30-40 đều đánh rất là tốt. Dòng 5000X rất là khỏe nha các bác, trang bị tới 3 cầu loa ABC hay A+B, A+C. Em nó chơi 2 cầu nên rất là khỏe. Các bác có 2 cặp nghi nhạc 30 thì mình có thể chơi thoải mái nha. Em này chạy 4 cầu điện hàng thị trường Mỹ về. Vỏ gỗ đẹp keng nha. Máy thì bao zin tuyệt đối nha, máy rất con này rất là xuất sắc luôn. Giá là 17.500. Đấy. Bác nào cần thì liên hệ liền cho em. Đang sở hữu những cặp loa cổ, cần một con để trải nghiệm nhạc vàng, nhạc bolero thì em này là hết nước chấm luôn nha. Một model gọi là đình đám của hãng Sansui 5000X. Xuất âm tụ. Rất là mới nha các bác. Bỏ gỗ là nét canh, mặt đẹp là không tì vết nha. Thiết kế của dòng receiver âm đi đài của Sansui thì không bao giờ làm các bác thất vọng. Đấy, tắt thằng ốc không? Mới keng, nấm nút này, sáng tròn đấy nha các bác. Đây, hàng em tuyển về. Đấy, con này series là 1930. Đây, cần tên mới tinh nữa bác, từ ốc ác này, sáng tròn, bỏ gỗ cạnh kiết đồ, nét như Sony, tem cờ là còn nguyên, tất cả các rác kết nối sáng tròn. 3 cầu loa, một omni rất là khỏe nên là trang bị tới 3 cầu loa. Các bác có thể chơi một lần 2 cầu nha. Giá 17 năm là đã bao gồm phí ship rồi. Giá bên em là gọi là cân đối giá tốt nhất để các mình sở hữu nha. Giờ chỉ có một con 5000X bao nhã này thôi, 280W với một omni nghe nhạc với công suất 280W là vô tư các bác ghép loa rồi. Từ dòng bass 40 lại là vô tư hết. Đây các bác, đây ruột gan bên trong còn 5000X bao nhã này, nõn nà luôn, rất là mới. Đây sexy là 7 màu vàng ống nha. Đây trắng tinh luôn. Đây là 4 cái tổ xuất âm và 2 bo mạch âm sắc của nó này. Đấy. F6013 bo kích tinh lửa nha các bác, chứ không phải là bo thường đâu. Bo kích tinh lửa. 5000X bo nhã, bo kích tinh lửa, nói chung là nó nghe không khác gì. Tại vì con 5000X bo nhã mà nó sử dụng bo F6013 là y chang con bo dính luôn các bác. Đây, kích tinh lửa nha, mã bo kích tinh lửa là F6013. Bác nào chốt thì nhanh tay nha. Tìm những con bo nhã mà bo kích tinh lửa như thế này thì rất là nhiều các bác tìm. Bởi vì sao? Mình tiết kiệm được rất là nhiều tiền mà vẫn được sử dụng được cái bộ bo mạch âm sắc F6013 này. Chạy là 4 con Toshiba chữ đỏ nha, nguyên zin theo máy nha. Nguyên keo này có thấy chưa? Nguyên keo hết nha. Nói chung là tất cả em bao zin. Đây là cái chuyển cầu điện hiện tại để em đang chuyển qua điện 110 rồi. Máy đẹp là xuất sắc luôn. 17.500, các bác là nhanh tay sở hữu cái con 5000X bao nhã kích tinh lửa này nha. Bo kích tinh lửa nha các bác, em nhấn mạnh ra chỗ có là bo kích tinh lửa F6013. Chứ còn bo thường là em không có nói rồi, là bo kích tinh lửa nha. Rồi giá 17.500 bao gồm phí ship, bác nào chốt thì nhanh tay liên hệ cho qua hai số thoại trên. Nếu chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000, còn 17.300. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu ship hàng tận nơi, 17.500.